Alo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện sao chép trên các văn bản scan hoặc là các văn bản mà không cho các bạn copy thì làm sao để chúng ta khắc phục được cái tình trạng làm chúng ta copy mà không được. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý vấn đề như thế này. Giống như mình có một cái file như thế này chẳng hạn. Và các bạn nó không cho copy mà ấy các bạn di chuyển vào đây để bôi đen hoặc là ấy nhưng mà không để các bạn muốn copy dòng này để mà các bạn làm được việc gì đó ấy nói chung là như vậy thì nó không cho copy thì các bạn làm như sau các bạn vào phần tìm kiếm của Windows á các bạn nhấn snip snipping này các bạn thấy cái công cụ này không snipping này snip đấy các bạn gọi snipping tool này rồi các bạn sẽ kích vào đây hoặc công cụ này là cái công cụ chụp ảnh màn hình nhá đây khi nó hiện lên như thế này thì các bạn nhấn vào new rất là dễ dàng sử dụng nhấn new rồi các bạn sẽ quét cái vùng mà các bạn muốn sao chép chẳng hạn các bạn mình muốn cái sao chép cái hàng chữ này chẳng hạn đấy các bạn quét như thế này rồi sau đó các bạn sẽ vào Google. Các bạn nhấn cho mình Google Lens, tìm kiếm ở một cái Google Lens này. Đấy. Là nó ra cái khanh công cụ như thế này. Đây. Tìm kiếm bằng hình ảnh. Các bạn nhấn vào tìm kiếm bằng hình ảnh như thế này nhá. Google Lens này. Đây, có một cái công cụ tìm kiếm bằng hình ảnh các bạn nhấn vào đây. Sau đó các bạn nhấn Ctrl V. Ctrl V nhá. Đấy, lúc này nó sẽ ra. Các bạn tìm kiếm bằng hình ảnh như thế này rồi các bạn sẽ nhấn vào văn bản mục vào mình nhấn vào chọn văn bản này sau đó các bạn nhấn chọn toàn bộ văn bản đúng không rồi nhấn vào sao chép lúc này các bạn sẽ bỏ sang bên Google dịch chẳng hạn đây lúc này các bạn sẽ copy nó vào đây là chúng ta được một hàng đúng không đấy thấy không ni chữ l cụ fan đấy các bạn thấy không bạn fan đây hàng lúc này mình copy là hàng đâu nhỉ nị chư l fan đây cái hàng này hàng 4 số 41 mình đã copy được đúng không tương tự những cái hàng khác các bạn cũng vậy nhấn vào new các bạn sẽ chọn hàng 443 này chẳng hạn các bạn nhấn vào Google lên này các bạn quay lại các bạn nhấn vào cái công cụ tìm kiếm bằng hình ảnh ấy sau đó Ctrl V và nhấn vào văn bản sau đó các bạn nhấn chọn toàn bộ văn bản và nhấn vào sao chép rồi các bạn muốn paste bên Word chẳng hạn nhấn vào đây rồi các bạn nhấn vào Word thì các bạn nhấn chọn Ctrl V là chúng ta được hoàn toàn có thể sao chép được những cái văn bản mà không cho các bạn copy. Như vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn làm sao để copy những cái văn bản mà không cho các bạn copy. Thì các bạn nếu thấy hay và bổ ích cho các bạn nhấn like, subscribe, chia sẻ video ủng hộ mình ra những video tốt hơn. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.